Lũ đổ về bất ngờ và lớn chưa từng thấy khiến nhiều gia đình ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phải dắt díu bồng bế nhau chạy ra động cát, căn bạc che lều ở tạm. Có những căn lều nằm bên nghĩa địa, người sống nằm bên bia mộ. Có những cảnh đời khốn khổ, nước mắt đổ theo nước trời trong những ngày lũ lịch sử tháng 10 năm 2020. Sáng anh mua cơm ăn, xin thay anh mua cơm. Thì bữa tối đi xin được một tô cơm về chia trong 5 người ăn. Mỗi người vài tiền để đỡ đói vì ai ngay không có cơm. Khổ thiệt đó, nghỉ là chưa từng có luôn. Giữa bao la đồi cát và rừng cây keo tràm lô nhô chạy dọc theo đường tránh lũ quốc lộ 1A, đang có nhiều gia đình chen chúc nhau tránh trú mưa lũ trong những căn lều tạm bợ đến mức không thể tạm bợ hơn được nữa. Chào quán nha. Chưa bao giờ, người dân xã Hồng Thủy lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Xuyên rừng, chúng tôi tìm đến những ngôi nhà bất đắc dĩ do mưa lũ lịch sử đổ xuống. Túp lều đầu tiên của hai gia đình là hộ bà Nguyễn Thị Ánh và ông Nguyễn Văn Gợi. Túp lều được căng bởi mấy tấm bạt, áo mưa và cả manh chiếu rách chắp vá lại rồi buộc dây cắt cốc lên thân cây xung quanh. Chỉ rộng chừng 4 mét vuông, nhưng đó là nơi sinh sống của 10 người trong mấy ngày qua dưới trời mưa tầm tã. Trong lều, bà Trần Thị Im, 88 tuổi, nằm co ro vì tuổi già đau ốm nên bà không thể ngồi dậy nói chuyện được. Được lên là chạy không kịp nữa, trong gia thì có mẹ già nữa. Mà người thì đo thì không có nữa, cũng khổ lắm. Một tí nữa là khỏi hết cả người cả, hết chứ tài sản là hết nữa. Không còn cái chi nữa, nói chung là chứ không còn một áo quần không có mang nữa thế. Một người là chỉ một bố đơn giản, không có gì hết luôn. Hai ngày mua cơm vậy, thôi bớt ngấm cái chón đi. Sau đây chưa, họ cho tới chó khao nữa, ra thì chó khao nữa, ra thì chó bếp gá nữa. Nó quán sống, có bát đũa, không có một cái gì hết. Chỉ một bộ áo quần khổng của người thôi. Không có một cái gì trắng tay, chứ nó trắng tay luôn. Đã 3 ngày trôi qua, 10 con người, kẻ nằm, người ngồi, kẻ ngồi, người đứng, cứ thế thay phiên nhau. Khổ nhất là không có áo quần để thay giữa vùng đất cát hoang lạnh. Thêm vào đó, mưa gió tạt vào buốt giá khi đêm về. Cuộc sống của họ rơi vào những ngày đêm đen tối. Thực ăn giống cùng chó rồi đó, gà chết. Rồi là heo họ chết, chúng tôi ăn được, họ chết. Cả họ buồn lưỡi lên họ chó. Chắc chắn, những gia đình đang trú ngụ trên đồi cát sẽ không bao giờ quên sự éo le từ cơn lũ này. Đau khổ nhất vẫn là những người già, người đau ốm, người tàn tật. Túp lều này là nơi ở của 15 con người, trong đó có một cô gái mù lòa. Túp lều được ông Nguyễn Văn Duẩn, trưởng thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy dựng lên để cho 5 hộ gia đình ở tạm khi nhà cửa của họ bị chìm sâu trong nước lũ. Bây giờ cái mức sóng thì đấy thì có gì ăn nấy, múc nước cũng không có, mà mình đêm là hai ba bữa họ nhìn cái ông bà ấy là nhìn hai bữa đó đói mà. Mà nấu cháo mà đưa đo qua cho ông mà cứu ông qua đấy, cả ông cả ba này, có con nhỏ này là bị mù khi nhỏ chứ mấy cái nhà xung quanh đây nữa. Ván mà chiều không có đo mà cấp cứu, nhưng mà họ vẫn là dùng mọi cái điều kiện, họ lên trên cao tột đỉnh luôn đấy đó. Họ bắt hai ba lớp ban để họ lên đứng mà chờ người để cứu trợ. Nói chúng là hai ngày là dính đợi, đến ngày qua nói chúng họ có ủng hộ sâu đường FPC, có ra xin cơm với anh, có nào cũng tránh mang tránh chịu, là nói chúng là giờ không còn cái chi hết nữa đi đó, trối sạch, không còn chi hết nữa.
chứ chạy lên làm đấy là anh ở là chúng giống cỏ chứ thì anh này mà không thì không phải chịu khổ rửa đi đó không có cái chết nước không có uống. Bi đát không kém là lều của ông Trương Văn Hải và gia đình của 4 người con ruột với tổng cộng 22 người thuộc 4 thế hệ. Ông Hải già yếu nằm một chỗ sát mép bạc. Gần đó, hai người chắc của ông lần lượt mới 6 và 7 tháng tuổi. Căn lều này nằm sát nghĩa địa, người sống cạnh bia mộ, khổ sở chẳng biết nói sao cho hết. Lũ là ngày đến 18, một giờ đến 18, là trong nhà lụt hết, là cái hai cái chân lên mà lụt hết. Hiện tại là thấy hai chân lên mà trong nhà còn chỉ kết nữa là chúng mà người sống đến là giờ có chân thuyền trong nhà là chạy lên mấy chỗ lũ giống như cả vậy. Anh Tám là cái chắc là chuyển từ người một, từ nhà một, là lên đấy là có hồ 4 hồ gia đình. Ở trong anh một đến em, 4 hồ gia đình lên, gồm hết là 27 người. Trên động cát, những cuộc đời bám víu lấy nhau trong những túp lều sập xệ. Họ cũng chưa bao giờ biết ngày nào sẽ được trở về. Dưới những mộ bia, có lẽ người đã khuất cũng sẽ cảm thông cho những người sống đang phải gồng mình lên để tồn tại trong cơn hồng thủy. Gần đó, những cụm xương rồng vẫn vươn lên trong cát, như người miền Trung bao đời chung sống với thiên nhiên khắc nghiệt mà vẫn mãi kiên cường.